Chào các bạn, thì ở video hôm trước thì chúng ta đã tham quan là cái vườn bách thảo cũng như là vườn thú. Hôm nay thì chúng ta sẽ tham quan một cái nhà mồ. Chúng ta có hai đường đi tới, đây là đường cổng chính ha. Thì chúng ta thấy là cái kiến trúc nó rất là thú vị. Thì chúng ta có thể thấy là đây là khu văn hóa Tây Nguyên, chiêng đồng lớn nhất Việt Nam, vườn tượng nhà mồ độc đáo, nhà rông, nhà gì gì đó, nhà rông với cả cái nhà nhà dài nhà mồ đó, nhà dài nhà mồ. Ok, thì có một cái lối đi từ cái phía 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 bên bên phải, đó là cái từ cái nó gọi là cái vườn bách thảo. Đây có một cái cầu nhỏ nhỏ xinh xinh mà tôi đã có dịp giới thiệu ở video trước. Dưới thì toàn là hoa súng thôi. Đấy, súng ống là cái nhỏ hết, đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta đi qua đây thì đi cổng này thì có vẻ lãng mạn hơn. Đấy, thì trước mặt chúng ta là con khỉ này, con chó này, con voi này, rồi con thỏ này, có cả con Pikachu thì phải. Đây là một anh chàng ngồi dưới bụi tre, tay thì chống cằm, nhìn rất là buồn rầu này. Tôi phóng to cho các bạn xem này. Buổi tối ở đây chắc là thêm cái đèn nháy nháy nữa thì chắc là cũng rùng rùng. Đây đây là cái cây hoa gì đỏ mà tôi cũng chưa biết tên. Đấy, cái mặt này nhìn cũng buồn cười ấy nhỉ. Ê, con cú à. Cái thò heo là con chó này, đoán vậy thôi. Đây là cái gì mà có hai cái râu, tiếp theo là con chó. Tôi đoán vậy thôi. Tất nhiên thì một số bạn có ý kiến khác có thể đóng góp ở phần nhận xét video. Bây giờ chúng ta tiến sâu vào ha, tiến sâu vào thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái nhà nhà dài thế phải, nhà rài, nhà rông, nhà mồ. Đó. Ở đây thì đây là cái nhà mồ, thì có cái cổng chiêng lớn nhất Việt Nam thì thường xuyên tổ chức những hội nghị ở đây, hay là những cái múa hát ca kịch về cái vấn đề là đặc trưng của Tây Nguyên, có cả rượu cần, vít cần xuống mà uống thôi. Ở đây có một cái cây hoa màu vàng mà tôi không biết tên là gì, nhưng mà nó đây các bạn này, nó rụng cánh xuống đây rất là đẹp à. Đấy, nó chùm chùm hoa, nó không có một chút lá nào. À đây có nưa thưa một hai cái. Đó, có cả quả nhá. Nhưng mà cây này đặc trưng là toàn hoa là hoa màu vàng. Rực rỡ luôn. Và màu vàng biểu trưng cho cái vua chúa. À, cái phong kiến nó rất là sang, nhìn nó rất là đẹp. Đấy. Nhìn nó rất là đẹp. Các bạn có thể selfie ở đây. Đặc biệt là những các bạn nào mà đam mê selfie thì thôi rồi, da mà trắng trắng nữa thì kết hợp màu vàng này rất là nổi bật. À, chúng ta đang tiến tới cái nhà nhà dài. Xa xa kia thì không biết là cái cây hoa gì mà rất nhiều bướm nhá. Có một cái bức tượng đây. Đó, tôi sẽ phóng to các bạn xem. Đó, cực kỳ nhiều bướm luôn, bay dập rờn. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ thử đi vào cái nhà dài xem có gì không ha. Cái này thì nó cũng là mô hình thôi, tôi nghĩ là nó cũng không được chăm chút nhiều như cái ngôi nhà mà sinh sống ở bên trong này. Ồ, nó hơi bẩn, nó mới sạch sẽ mà lên đây mà nghỉ ngơi buổi trưa thì cũng rất là mát. Đó. Hoặc là chúng ta có thể selfie ở đây. Ok, có rất nhiều điểm selfie thì chúng ta có thể chụp ảnh tự sướng, hoặc là chúng ta có thể chụp ảnh cưới đều rất là ok cả. Giờ thì chúng ta sẽ đi lên cái xem cái bộ chiêng, bộ cồng lớn nhất Việt Nam xem nó sao ha. Xung quanh thì được xếp bởi bình rượu cần, có trồng thêm hoa cây cảnh. Đó, nó bằng đồng các bạn.
trên thì có những hoa văn họa tiết đặc trưng của Tây Nguyên rất là lớn đó, các bạn có thể thấy đó. Được chưa? Thì cái bộ này thì nó là cái không gian văn hóa cổng chiêng, di sản văn hóa đã được xếp hạng. Trên mái của nó thì tôi cứ tưởng là gỗ, như đây là bê tông sơn 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 gỗ thì phải. Đó, mái thì là bằng cái cỏ cỏ tết thành từng từng búi một, sau đó là tết thành cái mái. Đó, búi từng thành bằng cái nắm tay ấy, xong kết nó lại, tết nó lại. À, có một cái tổ ong này, các bạn quan sát thấy à? Đó. Chúng ta đang quay ở chế độ là ánh sáng tối, và ra sân một cái thì nó bắt nhịp cũng tương đối nhanh ấy. Đây là cây dừa nước thì phải. Đúng không ạ? Cây dừa nước. Tôi nhớ là nhà tôi có cái chậu bonsai dừa nước, nhìn rất là giống. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra phía bên ngoài xem có gì thú vị không ha. Thực ra thì có rất nhiều cái thú vị mà lát nữa thì tôi sẽ bật mí cho các bạn xem, rất là buồn cười luôn. Ở đây là một cái nhà nhà rông thì phải, nhà rông. Thì cái đặc thù ở đây là mái của nó rất là dốc, hay muốn trèo lên mái ăn trộm cũng rất là khó đúng không? Chỉ được cái là đốt là cháy nhanh thôi. Chúng ta nhìn quan sát thấy có một lỗ hình như là tổ chuột hay tổ gì đấy. Bạn nào tinh mắt sẽ nhìn thấy, và chúng ta sẽ tiến tới là cạnh cái nhà mồ thì có những cái bức bức tượng rất là trừu tượng, những hình thái như là giã gạo này, bế con này, cõng con này, rồi là chắc chắn là nếu như các bạn nữ đi thì các bạn sẽ thấy là cực kỳ thú vị, có những hình rất là hay. Một xíu nữa thôi tôi giới thiệu cho các bạn. Ban đầu thì tôi cũng không hiểu những cái bức bức hình này, bức tượng này nó hình như là bằng gỗ, nhưng mà thực ra thì lát nữa thì chúng ta sẽ quan sát kỹ thì thấy nó bằng xi măng. Đấy, nó sơn rất giống gỗ luôn. Nhưng tôi nghĩ mà gỗ mà để ngoài trời này rất là nhanh mục, nên là cái giải pháp xi măng là rất là tối ưu. Đúng không ạ? Đó. Đây này, giã gạo này, giã gạo, rồi là sàng sảy gạo này, đấy, rồi là cầm chai rượu à, đấy, rồi là khoác con trên vai, cõng đi, rất là sành điệu, rất là hoành tráng luôn, không mặc đồ luôn, nhìn nó rất là hoành tráng, đấy, còn cầm ba chai rượu, các bạn nhìn thấy cái bức xa xa kìa. Đấy, ôm ba chai rượu này làm sao mà nó say được. Đấy, ngất ngây con gà Tây. Đấy, còn cưỡi cưỡi chó à? Hay cưỡi Pikachu đùa cưỡi trâu thì phải, con trâu này nó bé bé ngờ người. Đấy, bức tượng này là hỏa thân. Đây là cái vạn tuế, cây này thì cũng khá là lâu năm rồi không biết. Đó, thấy chưa? Chúng ta sẽ lại đi qua một cái cầu xinh xinh nhỏ nhỏ, chúng ta có thể chụp ảnh selfie ở đây. Cây dừa nước à, ối rồi cái gì đây à, đố các bạn, đây là cái gì đang làm gì đấy, lại có quả là cái con gì, cái ô thì nó bé hơn cái đầu, nhìn rất là hoành tráng. Áo dài à, cầm cái hoa đi đâu đó. Tiếp theo một nam một nữ mà ấy à, hai nữ à, lạ đấy. À, là một bình rượu, khi đằng sau cũng khoác rượu. Đây là cái cây cây hóp hay là cái cây ấy này, cái này bạn nào bé bé thì là một cái súng súng bắn xoan ấy, hay là súng ống tóc. Tiếp theo đó là con gì đây, nhìn giống giống con Pikachu quá, nhưng tôi nghĩ là con trâu gắn gắn liền hay con bò gì đấy, cõng con này.
À đây rồi. Anh ngoảnh mặt đi chứ mới sợ chứ. Bên tay phải màn hình nhỏ các bạn là người nam à. Ui trời ơi, bị liệt rồi. Gãy rồi các bạn ơi. Thông qua cái chi tiết này thì chúng ta có thể biết là súng đạn nó bằng xi măng. Nhìn rất là hoành tráng. Nó bằng xi măng mà xi măng lại còn bị gãy. Ngoảnh mặt đi à. Nhìn cũng hoành tráng đấy. Ôi nhồi, họ đang làm gì đây? Không phải ngại, cứ tự nhiên đi. Cái này cứng thế, cái đầu này cứng á. Nhồi, nhồi, ngẩng mặt đi. Ôi nhồi, đây là gần cõng à? Thế này, thế gì? Ngẩng mặt đi, tôi quay bằng được cái mặt này. Đấy, cái mặt này. Ngại đấy. Bức tượng lại ngã à, cái này thì hơi ngắn nhỉ. Cái không bị gãy nhưng hơi ngắn. Cũng ngoảnh mặt đi luôn. Chà, không biết xấu hổ à. Đây gọi là chân dài đấy. Cao hơn cái cậu à. Đố các bạn đây là cái gì? Đang làm cái gì? Ôi trời, ôi trời. Ôi trời. Nó, thực ra thì trong nghệ thuật thì nó cũng chẳng có gì cả. Nhưng mà cô này chân dài cao hơn chàng này một cái đầu ạ. Hơi 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 xấu, hơi xấu gái tí. Anh chàng này được cái là to thôi. To cây nhưng mà hơi ngắn. Chắc được 10 cm, 15 cm. Tiếp theo thì những bức tượng này thì chắc là chị em thích. Tiếp theo thì đây là cái gì gì đó. Lại đây nữa. Toàn những bức tượng gọi là bị gãy. Tôi đoán chắc là một số người nữ, tôi đoán chắc là như vậy, là đến đây đấy, bẻ cái này mang về, cho vào túi mang về. Tôi đoán là như vậy đấy, thấy chưa, lại có chửa này đấy, vừa mới ấy ở kia mà ra đây có mấy mét nữa có chửa. Ở đây thời gian tính bằng mét nhé các bạn nhé, không tính bằng ngày tháng. Ra đã có chửa, thêm một đoạn nữa đã bồng bế con cái rồi. Bây giờ chúng ta ra ngoài cái khu này nó bậy quá, nhưng mà nói về nghệ thuật thì nó cũng bình thường. Để gặp một cái cây hoa rực rỡ như một cái hoa mai. Hình như là hoa mai thì phải, hoa mai to đấy, rực rỡ. Trước cổng vào đây là cổng chính vào này. Vừa đầu video tôi có giới thiệu với bạn là nếu như chúng ta vào cổng chính, cổng to đây có hai cái cảnh như cây nấm ấy nhỉ các bạn nhỉ. À, đây là kết quả này, hậu quả này, con của ai, con của ai này, cãi nhau này. Đấy, cầm chai rượu, anh cầm chai rượu này thì chết, rất là nguy hiểm đấy. Ba chai cơ, cô này cầm ba chai, anh chàng này cầm có mỗi một chai, nhìn nó hoành tráng chưa, lại cần ứ, em ứ chịu đâu đấy. Mà ra đây đã là đứa con một con chó rồi. À, nheo nheo nhóc à? À, thấy chưa? Đây tính 1 mét thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. À, bây giờ thì chúng ta sẽ ra cái khu chụp ảnh tự sướng, xem mọi người chụp ảnh tự sướng thế nào ha. Mọi người rất thích chụp ảnh tự sướng đó. Thực sự ở đây thì các bạn đi chơi thì mang theo cái nón này, cái mũ hoặc là cái ô đi, không thì cũng thực sự là hơi chói chang một tí. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài ha, để tham quan một số điểm khác như là cái chùa Một Cột Thu nhỏ ấy, với kiến trúc rất độc đáo. Nó giống như chùa Một Cột ở Hà Nội và 18 vị vua Hùng. Thì nó ở phía trước chúng ta. Trước mắt chúng ta thì chúng ta sẽ đi thêm một đoạn nữa thì cũng có ở cái video trước tôi đã giới thiệu với các bạn, đó là một cái cây hóa thạch có niên đại hàng triệu năm. Thì phía trước mặt của chúng ta bây giờ cũng có một cái cây như vậy, và nó được tìm thấy ở cái miệng núi lửa, bây giờ đã ngừng hoạt động và người ta khai quật và mang ra đây để trưng bày. Đây là những cái mẫu hóa thạch này. Đấy, nó rất là cực kỳ là vững chắc từ một thân thân cây gỗ, nhìn nó hoành tráng chưa.
Đó, song song đó là có một cây đại hoa cũng khá là đẹp. Ngày bé bé thì tôi cũng thích thích cây hoa này, nhưng mà bây giờ thì cũng thấy nó bình bình. Trước thì một số là tôi đi làm phóng sự thì có một số bác là trồng cái cây hoa đại này, ươm rồi trồng, rồi sau đó là trồng bán xuất khẩu như nào, sau thì cũng không thấy phát triển cái ngành này nữa. Đó, cái phiến đá này gọi là hóa thạch ấy. Đó. Thì ở đây thì có những cái phiến đá, tức là những cái thân cây nó hóa thạch có niên đại hàng triệu năm, thì duy nhất chỉ ở đây có mà nó lớn nhất, to nhất. Đó, nó được tìm thấy miệng núi lửa mà. Đó, thấy chưa? Chúng ta làm một vòng 360 độ xem có gì thú vị không. Nói chung là bướm bay thì rất là rập rờn các bạn ạ, rất là nhiều. Đấy. Mọi người thì vẫn đang chụp ảnh tự sướng. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn hãy like, share, comment và không quên đăng ký kênh ủng hộ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.